Kính chào quý vị và các bạn. Trưa chiều nay, Trung Bộ là nơi nóng nhất cả nước, còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa lớn xảy ra cục bộ. Ngay từ sáng nay, mây dông đã phát triển mạnh gây mưa ở miền Tây Nam Bộ. Đó là do rãnh áp thấp này kết hợp với gió Tây Nam đang hoạt động mạnh dần lên. Nhìn trên bản đồ dự báo mưa vào chiều nay thì quý vị cũng có thể thấy là nhiều điểm màu xanh đậm, lượng mưa từ 15 đến 30mm, thậm chí là có những nơi màu xanh lá, lượng mưa vượt 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét nguy hiểm, ngoài ra thì mưa to dồn dập sẽ gây ngập úng ở trên các tuyến đường của khu vực trũng thấp. Đối với Trung Bộ thì không lo về mưa, thế nhưng mà nắng nóng sẽ gay gắt hơn. Tại Vinh, Đông Hà, Hà Tĩnh, Huế và Đà Nẵng, nhiệt độ cao nhất chiều nay 37 đến 39 độ C. Các nơi khác thì phổ biến trong khoảng nhiệt 34 đến 36 độ C. Với Bắc Bộ thì nắng nóng không quá gay gắt, nhiệt độ cao nhất chiều nay sẽ khoảng là 35 độ C, tập trung tại thủ đô Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Hải Phòng và Cao Bằng. Các nơi khác thì phổ biến 34 độ C. Tuy nhiên, với mức nhiệt này khi kết hợp với độ ẩm trên 60% thì sẽ gây ra cảm giác oi bức, khó chịu. Chỉ riêng Điện Biên Phủ thì trời sẽ mát hơn do là có nhiều mây, có lúc còn có mưa, nhiệt độ vào khoảng 29 độ C. Chiều tối và đêm khi mà vùng hội tụ gió hoạt động mạnh lên thì khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ có mưa dông. Dự báo cục bộ có những điểm mưa to với lượng vượt 80mm, đề phòng lũ quét ở trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở các sườn đồi núi. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau ra ngoài khơi phía tây của huyện đảo Trường Sa, chiều nay gió mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Từ đêm nay gió có thể mạnh hơn. Ở huyện đảo Hoàng Sa thì có mưa dông khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho một số thành phố trong chiều và tối nay.